Alo ạ. À dạ vâng, em Vâng. chào anh. Xin được chào vị thính giả. À vâng, em chào anh, chào chào cô ạ. Dạ vâng ạ, chào bạn. Dạ vâng, thì bố cháu có nhờ cháu hỏi giúp ấy. Vâng. Bố cháu thì bị ù tai, nhưng do đợt trước là bị viêm tai giữa. Vâng. Mà chữa rồi nhưng mà giờ nó vẫn ù tai, thì bố cháu có dùng cái sản phẩm, sản phẩm kim thính không? Vâng. Đấy, được 3 tháng rồi. Vâng. Thì bố cháu bảo là vẫn đang dùng tiếp thì nó cũng đỡ, mà cháu hỏi là dùng cái đấy nhiều thì nó có ảnh hưởng không? Vâng. Thực ra đối với trường hợp như của bố bạn ấy là đã dùng rồi, chứ không phải là chưa dùng, đã dùng rồi và bạn thấy rằng là bố bạn sử dụng là thấy hiệu quả của nó tốt, đúng không ạ? Cho nên là vẫn đang dùng tiếp, đã dùng được 3 tháng rồi. Tôi nghĩ rằng là bạn đang lo lắng là nếu bạn sử dụng thời gian nó 3 tháng rồi, sử dụng tiếp 3 tháng nữa thành 6 tháng như như là khuyến cáo, vậy thì nó có ảnh hưởng gì không? Thì bạn xem cái thành phần của kim thính ấy, nó hoàn toàn những cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ những cái cối xay, chúng biết là đây những cái vị thuốc nam nó rất là an toàn. Hèm ví dụ như những cái vị thuốc có tác dụng bổ thận, ví dụ như là cầu tích, ví dụ như thục địa, rồi ví dụ như là kỳ tử, thì nó vừa và cốt tối bổ, những vị này nó có tác dụng bổ thận rất là tốt, cùng với đan sâm thì có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn. Như vậy thì nó vừa tác dụng bổ thận và tăng cường lưu lượng tuần hoàn, nó rất tốt trong cái trường hợp mà bổ thận và nâng cao cái sức nghe của đôi tai, và nó làm giảm các cái triệu chứng ù tai, và nó hỗ trợ để làm giảm cái tình trạng như là lão hóa, như là suy giảm thính lực. Cho nên là bố bạn hoàn toàn có thể sử dụng tới 6 tháng, nếu có điều kiện có thể sử dụng dài hơn mà không ảnh hưởng gì bạn nhé.